Em xin chào tất cả mọi người. Thì đây là một cái siêu phẩm solar box của em. Em chuẩn bị em lắp cho một anh khách ở Cần Thơ. Đây là cái con điều khiển sạc Sure 30A. Cái con này là điều khiển sạc MPPT, có hiệu suất chuyển đổi là 99% nha. Thì cái con này nó có kích thước khá là to. Đây mọi người nhìn thấy nó có kích thước là khoảng 20, chiều dài của nó là khoảng 20cm nha, và chiều cao của nó là khoảng 13cm nè. Các bạn thấy thì cái con này nó sẽ có quạt giải nhiệt ở phía trên này luôn ha, và hai cái cổng sạc USB luôn. Thì đây là cái box của một anh khách ở Cần Thơ, anh đặt em làm ha. Thì cái box này nó có kích thước là 40cm chiều dài và chiều cao là 30cm. Thì em sẽ lắp cho ảnh một cái con kích điện. Con kích điện mọi người thấy đây là 2000VA. Thì cái con này á, em sẽ quay gần cho mọi người xem, là công suất đỉnh của nó là 4000VA và công suất liên tục là 2000VA, chạy ở cái hệ 12V. Thì mục đích ảnh dùng cái box này để ảnh sử dụng là ảnh nấu cơm. Ảnh nấu một cái nồi cơm điện nhỏ nhỏ như thế đó, một cái nồi cơm điện ở cái góc đó đó, các bạn thấy đó. Và tiếp theo là một cái bộ pin sắt phốt phát. Thì cái bộ này là 105A, 12V 105A. Mạch này là mạch 150A. Và một cái mạch sạc cân bằng 1.2A. Thì em đã lắp sẵn hết rồi. Thì em sẽ chuẩn bị em bỏ vào trong cái box này. Cái này gọi là solar box 2000W, nghĩa là solar box 2kW của em đó. Thì mọi người thấy ở đây em sử dụng là bốn cái ngõ ra, dùng cho bốn cái đèn, bên này 2, bên này 2. Và ở trên thì em dùng hai cái tay sách. Bởi cái bộ này nó khá nặng nha, cho nên em dùng hai cái tay sách inox. Hai tay sách bằng inox em làm cho anh khách. Thì cái bộ này của ảnh thì bao gồm là hai tấm pin mono 150W ghép song song là 300W. Sạc cho cái acquy lithium 12V 105A. Và con kích điện sóng sin. Đây con kích điện sóng sin. Kích điện này các bạn thấy có thể sử dụng được cái tui bình gió nữa nha, nó ghi đây nè. Thì con kích điện hiệu Sure. Thì con này đấy, tôi đo cho mọi người xem nha. Kích thước của nó nè, khá là to. Con này có kích thước là 32cm nè. Và chiều rộng của nó là 18cm. Này 18cm nha, mọi người để ý nha. Đó, con này khá là to nha. Và cao của nó là khoảng... cao của nó là khoảng 8cm nha mọi người. À, con này là khá to. Đây mọi người nhìn thấy nè. So với cái box bề ngang 40cm thì cái kích này nó cũng gần tương đương rồi đó. Là em sẽ bỏ vừa vào bên trong này. Và một cái acquy này nữa em cũng sẽ bỏ vào bên trong này luôn. Và cái box này nó sẽ rất là gọn. Chúng ta có thể xách đi đâu cũng được ha. Hoặc là chúng ta có thể di chuyển nó bằng những cái bánh xe như thế này. Em sẽ lắp bốn cái bánh xe ở phía dưới này cho mọi người kéo đi ha. Đó, và cái bộ này thì full cái bộ này luôn là bốn cái bóng đèn. Anh đặt em bốn bóng đèn 1m, 12V 1m, bốn bóng. Và trọn bộ như thế này nè. Rồi anh đặt em thêm 25m dây để em bấm sẵn cái đầu jack MC4 á, kết nối từ hai tấm pin mặt trời ảnh để trên mái tôn. Và ảnh sẽ kéo xuống cái này để ảnh nạp vào là 25m dây. Đây là cái solar box, mọi người nhìn kỹ là một lần nữa ha. Solar box này thì em chuẩn bị em làm. Solar box này là 2kW nha. Chúng ta có thể nấu cơm được. Sử dụng máy giặt được. Tủ lạnh được. TV hoặc gió, và cũng có thể sử dụng được máy lạnh, nhưng mà sử dụng máy lạnh một ngựa nha mọi người.
sử dụng máy lạnh một ngựa thôi. Thì cái bộ ắc quy này nó có một dung lượng là 105 AH thôi, cho nên là cái thời gian mà chúng ta sử dụng nó cũng không có được lâu nha. Chúng ta có thể sử dụng máy lạnh và ban đêm á, thì chắc chạy liên tục. Mà đối với cái máy một ngựa mà có inverter á, máy lạnh có inverter thì chúng ta có thể sử dụng hết cả đêm là sẽ hết cái bộ ắc quy này ha. Còn đối với những cái máy mà mono không có inverter thì chúng ta không nên dùng ha, vì dung lượng của nó sẽ không đủ. Chúng ta muốn chạy một cái máy lạnh thì chúng ta sử dụng cái hệ ắc quy là 24V và 200A là tốt nhất nha mọi người. Rồi 100A thì chúng ta chỉ thích hợp sử dụng là nấu những cái nồi cơm nhỏ hoặc chạy cái máy giặt. Cái máy giặt một lần thì nó giặt khoảng 45 phút, và có lúc thì nó chỉ chạy, khi cái motor máy giặt nó chạy thì nó chỉ chạy lên khoảng 300-400W thôi, hoặc là 500W thôi, và nó cũng không có chạy liên tục. Cho nên là cái thời gian sử dụng của chúng ta là có thể sử dụng được máy giặt, chúng ta có thể nấu cơm được. Nhưng mà lưu ý là khi chúng ta sử dụng như thế thì chúng ta nên sử dụng lúc ban ngày. Lúc ban ngày mà trời có nắng, tấm pin mặt trời đang sạc xuống và trong cái bộ ắc quy này nè, thì lúc đó chúng ta sử dụng luôn nấu cơm hoặc là sử dụng máy giặt, để cho những cái watt pin mặt trời nó xuống nó sẽ bù vào cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái tải lớn ha. Thì lúc đó thì cái ắc quy của chúng ta nó sẽ bền, nó không có một cái dòng phóng tải cao thì nó sẽ bền hơn rất là nhiều ha. Chúng ta có thể sử dụng như thế. Lúc mà trời nắng tốt á, thì chúng ta sẽ nấu cơm. Chúng ta nấu cơm, cái nồi cơm là khoảng sáng thì khoảng 10 giờ là nắng rất tốt rồi. Còn giấc chiều thì chúng ta nấu cơm thì khoảng tầm 4 giờ chiều. Thì chúng ta nấu sớm một tí ha, để nấu trễ quá thì nó hao cái lượng ắc quy bên trong của chúng ta nha. Rồi đây là em cũng tạm gọi cái này là cái siêu phẩm solar box mà trước giờ em mới lắp cho một anh khách ở Cần Thơ ha. Thì anh khách này là lần thứ hai, lần trước là anh đặt em một cái solar box là 1 kg 1 kW, và bây giờ anh đặt em tiếp cái solar box này là 2 kW nha. Thì em sẽ lắp xong bộ này và em sẽ tiến hành test thử cho nó ổn định. Em sẽ test nấu luôn cái nồi cơm điện hoặc là em sử dụng cái máy giặt ở nhà em, và nếu nó sử dụng ổn định ok thì em sẽ tiến hành em giao cho anh khách. Nếu mà nó còn chưa ổn định thì em sẽ tìm cách để mà khắc phục nó, cải tiến nó lại để cho nó hoàn thiện hơn và sử dụng tốt hơn, để em giao cho anh khách ở Cần Thơ ha. Rồi cuối cùng xin chào tất cả mọi người.